Thưa quý vị, với nhiều người mì chủ là một món ăn không còn quá xa lạ, nhưng để làm ra những sợi mì nước tiếng này là cả một quá trình công phu. Những ngày cận Tết đến với cái nôi sản xuất của thức quà dân dã này tại làng nghề truyền thống Thủ Sương thuộc xã Nam Sương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang mới thấy được hết sự tấp nập hối hả của những mẻ hàng hóa cuối cùng của năm Mậu Tuất. Mặc dù còn sáng sớm nhưng hàng trăm hộ tại làng nghề Thủ Dương đã bắt tay vào công đoạn sản xuất mì chũ. Những ngày này, làng nghề dường như tất bật hơn hẳn để kịp phục vụ nhu cầu dịp Tết. Như nói mà để sáng Tết này thì trong 2 tháng Tết cuối năm bao giờ sản lượng cũng phải tăng gấp đôi cơ mà. Nhưng mà nói là do thời tiết phải ủng hộ, không thời tiết không ủng hộ thì thực tế như là như năm 2018 này là mưa nhiều quá, chưa có máy xay hiện đại, đâm ra là chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Hiện tại rất nhiều thị trường là đặt hàng nhưng đơn hàng này đều phải bỏ, thì nó bà con là đều phải ngừng sản xuất. Rất tiếc cho những cái vụ của Tết 2018 đấy. Quy trình sản xuất mì chũ cũng được làm tỉ mỉ và công phu, đòi hỏi kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm của người dân làng nghề. Quan trọng nhất là khâu lựa chọn nguyên liệu, loại gạo được dùng là gạo bao thai hồng. Giống lúa tạo ra loại gạo này được trồng trên vùng đất đồi chũ. Được sản xuất bằng phương pháp gia truyền nên dù không sử dụng các chất bảo quản thực phẩm, hàn the, mì chũ vẫn có độ thơm ngon rất đặc trưng. Nhiều gia đình tại Thủ Dương có truyền thống làm mì và cứ thế cha truyền con nối, mì chũ đã trở thành kế sinh nhai phát triển kinh tế cho vùng đất trước đây còn nhiều khó khăn. Để mà làm ra sản phẩm mì chũ là phải có trên 30 tiếng, trên dưới 10 công đoạn. Từ khi chọn gạo, mì ngon thì mới mì ngon thì gạo phải ngon, gạo ngon xong rồi ngâm, rồi là vo sạch như gạo ăn, ủ. Đấy, ủ ngâm gạo không đủ, tức là ủ xay bột xong lại ủ bột xong là nó quay ra sáng xong mới tráng, cho vào dây chuyển tráng sáng nó mới là như khô như bánh đa, lại phải trần lại quay ra là xếp từng cái một gập thành nếp, nén gập xong rồi lại chuyển ra mấy cái thái xong bắt đầu lại phơi một lần nữa nó mới quay ra bó nó nóng túi, nó nhiều công đoạn lắm. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang, nhờ việc chú trọng bảo hộ nhãn hiệu, mì chũ cũng như nhiều đặc sản nông nghiệp của Bắc Giang đã mở rộng được thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị của mỗi sản phẩm. Vì vậy, mì chũ từ lâu trở thành sản phẩm tiêu dùng quen thuộc với nhiều người dân Việt.